Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà đường rất lớn tại quận 12 nha. Nằm ngay của khu vực trục đường Lê Văn Khương, quận 12, ngay Metro luôn, thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 luôn. Căn nhà này thì ngang 4m2, sâu 17m. Thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà thì nằm trong khu nhà phân lô đất và xây đồng bộ, rất đẹp. Đường trước nhà rộng khoảng tầm 15m, lòng đường tầm 8m nha anh chị. Mỗi bên chúng ta có vỉa hè 3m nha. Con đường rất rộng, có đèn đường và đường điện âm. Căn nhà này hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nằm ở ngay Metro, trục đường Lê Văn Khương của quận 12 nha. Mặt tiền thì làm theo kiểu nhà phố cổ điển, mặt tiền Cityland với lan can bằng sắt, và chúng ta sẽ có cổng sắt CNC. Ngang 4m2, sâu 17m. Nhà mình thì đang được chào giá 5,8 tỷ. Sẽ có khoảng vỉa hè được 3m, chúng ta thoải mái đậu xe máy và đậu xe hơi ở đây. Con đường rất rộng nha. Và bên trong sẽ là khu vực gara đậu ô tô và khu vực sân xe máy. Rất đẹp luôn. Nhà có hai lớp cửa, một bộ cửa sắt và một lớp cửa cuốn. Giá bán là 5,8 tỷ đồng nha anh chị. Trần bố trí thạch cao và đèn chùm, rất đẹp luôn. Giá rẻ, hợp lý với những anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở. Có 5,8 tỷ thôi. Ta có ngay một căn nhà đường tới 15m, ngay tại Metro đường Lê Văn Khương, sát bên quận Gò Vấp. Chỉ cách quận Gò Vấp khoảng tầm 300m thôi nha. Một khu vực rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có khoảng gara này đậu thoải mái hai xe hơi luôn. Được ốp sàn gạch 80 và được đổ bê tông. Trần có thạch cao, đèn chùm. Đây, rất tuyệt vời. Di chuyển vào trong sẽ là khu vực cầu thang và phòng bếp. Chỉ giao bán với giá 5,8 tỷ đồng. Khu vực cầu thang thì chúng ta sẽ được sử dụng tay vịn và trụ là gỗ gò đỏ, mặt đá kim sa và kính cường lực. Phòng bếp thì sẽ được thiết kế tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi, và tường bên tay trái sẽ được ốp nhựa PVC, sàn gạch 80. Với giá chỉ có 5,8 tỷ đồng, chúng ta có ngay một căn nhà mặt tiền đường 15m, rất là thông thoáng luôn. Nhà nằm sát với Gò Vấp nha. Khu vực tủ bếp thì được ốp đá và gian kính. Phía sau chúng ta có giếng trời và toilet. Nhà này thì được thiết kế một trệt, một lửng, ba lầu. Sẽ có 4 phòng ngủ, 4 toilet, có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, và đang được giao bán là 5,8 tỷ đồng. Quý anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi về tới bên nhà đất Bá Hưng. Chúng ta cùng em di chuyển lên trên tầng lửng nha. Tầng lửng này thì sẽ được ốp sàn gạch giá gỗ và có toilet ở đây. Nhà này có 5 cái toilet nha anh chị. Toilet ở lửng luôn. Phòng lửng rất rộng. Trần bố trí thạch cao, đèn chùm này. Có cửa sổ ra giếng trời. Giá rẻ chỉ có 5,8 tỷ. Chúng ta có ngay một căn nhà đường 15m, nằm sát bên Gò Vấp luôn. Có lửng, đậu xe hơi thoải mái luôn nha. Ngang 4m2, sâu 17m. Quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi ngay về tới bên em. Căn nhà với diện tích rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng em di chuyển lên trên nhé. Cùng em tiến lên trên. Nhà này thì hoàn công sổ hồng đầy đủ rồi. Cửa gỗ cam xe và sàn gạch giá gỗ. Phòng ngủ rất rộng và thoáng mát. Có đi sẵn đường ống máy lạnh rồi. Bên ngoài thì chúng ta có ban công đúc 1m2, lan can bằng sắt CNC và cửa nhôm Sinfa. Khu nhà mình thì có đèn đường, nằm ngay đoạn Metro của quận 12, sát với cầu vượt Tân Thới Hiệp. Cách cầu vượt Tân Thới Hiệp khoảng tầm 300m thôi. Khu nhà rất là tuyệt vời.
đi sàn đường ống máy lạnh này. Nhà rất đẹp luôn anh chị. Toilet riêng từng phòng. Toilet thì bồn cầu khối và có vòi tắm sen thuyền, massage nước nha. Phía sau này sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng này rất rộng và cũng được ốp sàn gạch da gỗ. Có sàn đường máy lạnh này. Đấy. Rất rộng rãi luôn nha. Anh chị cô chú nào muốn mua nhà giá rẻ, hẻm đẹp, sát với Gò Vấp thì chúng ta nên chọn hai căn nhà này. Một căn là 5.8 và một căn là 5.9 nha. Đã xong và hoàn thiện hết rồi. Chỉ chờ quý vị đến mua thôi. Con đường 15m rất là thông thoáng luôn. Chúng ta cùng em di chuyển lên trên. Lên trên này thì cũng được làm giống như bên dưới nha. Chúng ta sẽ lướt sơ qua và cùng nhau tiến lên sân thượng. Anh chị cô chú đang xem thì hãy nhớ đăng ký kênh của bên nhà đất Bắc Hưng nha. Nhà rất đẹp luôn nha quý vị. Bốn phòng ngủ, một phòng thờ lớn, 5 nhà vệ sinh. Tầng lửng có nhà vệ sinh luôn. Đây là phòng thờ này. Không có sân thượng trước. Rất rộng nha. Phía sau là khu vực sân thượng. Phơi đồ và giặt đồ ở đây. Thoải mái chúng ta vui chơi ngày này. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.